bởi vì nó hơi cứng, nhiều khi nó quá gồng mình lên đấy, thế nên có thể là biểu diễn trước gương nhiều hơn nữa và gặp thầy này với gặp thầy này nhiều hơn nữa đấy. Vâng, xin cảm ơn cô Thảo nói thầy Cường với thầy Nhã cứ như là vũ công đó, gặp vũ công để uốn éo hình thể.
Đối với Tú thì thầy Mr. Thương có một số nhận xét như thế này. Ngày hôm nay Tú chọn bài này cũng rất hợp với bầu giọng của Tú. Bạn đã thể hiện được cái chất ở bài chất trữ tình này, và cái độ giọng dày của bạn đấy chính là một lợi thế giúp cho bạn thể hiện được cái chiều sâu của bài hát này. Nhưng có 3 điều thầy Thương muốn góp ý với Tú. Một là xử lý mic ngày hôm nay chưa tốt. Bởi vì sao? Nghe loa mà mình không để ý thấy tiếng loa nó rè sao, mình phải đẩy ra một tí và tiết chế âm lượng. Có tiền nhưng mà tiêu ngày hôm nay hơi bị phung phí. Đó là hơi thở của em hơi phung phí hơi thở làm cho nó bị rè, và cái độ mạnh của em làm cho nhiều lúc nó mất đi được cái màu sự ấm áp ở trong cái bài gió nơi thiên đường này mà. Đó. Và thứ hai là cách di chuyển trên sân khấu. Lúc nào em đứng im thì ok, mọi thứ đẹp, nhưng em di chuyển em không theo nhịp, thế cho nên là em bước nó nhiều khi có những bước đi vô hồn làm cho bài hát mất đi một cái ánh mắt. Người ta nếu nhắm mắt vào nghe Tú hát thì ok được rồi, ngày hôm nay ok, nhưng ngày hôm nay mở mắt ra nghe Tú hát nữa thì còn yếu tố nhất đó là về trang phục. Bắt đầu càng đi sâu hơn, các bạn thí sinh nhớ cho thầy điều này, trang phục đến ngày hôm nay chưa hợp lắm, thấy chưa? Xin góp ý đôi điều về Tú như vậy, và xin chúc mừng em, và tôi rất thích tiết mục này của em. Vâng, xin cảm ơn thầy Ngọc Thương và xin mời thầy Quang Nhã. Đầu tiên thì chúc mừng Tú, bởi vì là từ đầu giờ Tú là người đầu tiên mà tôi cảm thấy bị cuốn vào bài hát như vậy. Tuy nhiên thì ngoài những nhận xét của hai vị giám khảo vừa rồi, tôi không nhắc lại nữa. Hình như là Tú có tập thể hình thì phải, nên là hơi cười lắm. Còn cái nữa là thế mạnh của Tú là màu giọng của Tú là ban lê tông, tức là nam trung ấy, thì nên chọn bài nó vào sau thì nên chọn bài nó phù hợp với màu giọng của mình. Cái thứ hai nữa là ở mỗi cuối một cái câu hoặc là cuối cái đoạn nhạc em hát ấy, đáng nhẽ là cuối cùng thì em phải có một cái kết nó đã hơn nữa, tức là tôi vẫn chưa cảm thấy nó đã lắm, bởi vì là nhắm mắt lại nghe đoạn đầu và đoạn cuối cùng tự dưng có cái hai câu kết của em nó hơi cộng, tức là em không biết cách dùng nhấn nó ra cho nó mềm hơn và cho người ta cảm giác nó thỏa mãn hơn nữa. Tôi rất thích tiết mục của em và hy vọng là em sẽ đi sâu vào chương trình này. Ý là giám khảo Quang Nhã là Tú làm thế nào lát sẽ còn làm thỏa mãn thêm thầy Nhã đấy. Mới chỉ thỏa mãn cô Phương đúng không? Chưa thỏa mãn thầy Nhã. Vâng, theo lời xét vừa rồi của ban giám khảo thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều yếu tố để có thể tạo thành một phần thể diễn, phần thể hiện hoàn hảo, như là chọn bài hát, hát đúng tông, đúng nhạc, rồi xử lý mic, hơi thở thế nào, rồi đến trang phục của cách đi đứng. Vâng, có rất nhiều yếu tố có thể khiến chúng ta tạo nên một phần thể hiện hoàn hảo. Và các bạn thí sinh khác, khi các bạn nghe phần nhận xét của ban giám khảo, các bạn cũng có thể rút kinh nghiệm cho mình. Và vừa rồi thì ban giám khảo cũng đã rất hài lòng về phần thể hiện của Mạnh Tú. Và sau đây sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho Nguyễn Mạnh Tú. Xin mời ban giám khảo. Thầy Nhã 10 điểm. Cô Phương 9 điểm. Cô Phương Thảo 9 điểm. Và thầy Ngọc Thương mấy điểm đây ạ? 10. Vâng, số điểm cao nhất từ đầu chương trình. Xin chúc mừng Nguyễn Mạnh Tú. Và nếu các bạn yêu thích phần thể hiện này, hãy bình chọn